Chiều hôm qua ngày 12 tháng 12, phường Nhà Mát tổ chức tặng quà cho những hộ khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Có 250 người dân thuộc khóm Bờ Tây và khóm Đầu Lộ được nhận quà gồm 10 kg gạo, một hộp khẩu trang y tế và tự chọn quần áo đã qua sử dụng. Quà được Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường vận động từ các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong tỉnh đóng góp. Phát biểu tại buổi tặng quà, lãnh đạo Đảng ủy phường Nhà Mát cảm ơn sự chung tay đóng góp ủng hộ quà của nhà hảo tâm để cùng địa phương chia sẻ phần nào khó khăn cùng các hộ gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Đồng thời vận động bà con cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Bên cạnh đó, mọi cá nhân gia đình hãy luôn nêu cao tinh thần, ý thức thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, bảo vệ bản thân, gia đình và mọi người xung quanh khi dịch bệnh còn diễn biến phức tạp như hiện nay.